มียอมียอHello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to cook the sweet and sour pork. As always, I'm going to speak in Vietnamese and wrote the English sub on the bottom. I apologize for it. So now I'm going to speak in Vietnamese. Hello các bạn, hôm nay mình sẽ nấu sườn chua ngọt nha các bạn. Chuẩn bị nấu chưa ha? Giờ bắt đầu mình nấu ha. Cái sườn này mình luộc rồi, luộc sơ cỡ 1-2 phút thôi.Bây giờ mình ướp sườn. Trước khi ướp mình đổ nước ra, đổ hết cái chất nước ở nha, nước còn dính vào trong thịt. Rồi bây giờ mình bỏ nửa muỗng cà phê tiêu, một muỗng cà phê tỏi bằm, một muỗng cà phê đường, với 3 muỗng cà phê nước tương.Xong mình trộn đều lên rồi mình ướp cỡ 30 phút đến 1 tiếng. Ướp xong rồi bây giờ mình làm nước chua. Nước chua thì mình có 4 muỗng canh ketchup, 3 muỗng cà phê dầu hào, 8 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê tương ớt, 2 muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng cà phê tiêu và 2 muỗng cà phê giấmRồi mình trộn cho thiệt là đều. Cái nước nó đặc như vậy nha các bạn. Xong mình đập một cái trứng xong mình đổ vô sườn. Xong mình bóp lại cho nó dính vô thịt đó.Mình trộn đều cho cái, mình vừa trộn vừa bóp cho cái trứng nó dính vào thịt, rồi mình đổ dư cái nước á, nước còn lại mình đổ ra ngoài, mình bỏ cỡ 1 cup hoặc 1/4 cup của bột năng, rồi mình trộn đều lại. Bây giờ mình chiên giòn nha các bạn, mình chờ nồi nóng xong mình bỏ dầu vôBỏ dầu xong mình chiên giòn thôi. Cái sườn này hồi nãy mình luộc sơ, mình bỏ trong nước nóng á.Mình luộc cỡ 1-2 phút á, nên cái sườn nó cũng hơi chín chín rồi. Bây giờ mình chỉ chiên cho nó thì giòn lên thôi, nó vàng như vậy, giòn. Mình thì luộc sơ xong mới chiên giòn cho nó chín lẹ, còn các bạn muốn thì bạn cứ bỏ bột năng vô đó, mình bóp rồi mình chiên lên, bột năng với trứng mình bóp mình chiên thôi, khỏi cần luộc sơ như giống mình cũng đượcCái này là đợt 2 nè, nó cũng chín luôn này. Rồi bây giờ mình đã chiên xong 3 đợt luôn này. Đó, bây giờ cái sườn nó xong rồi.
Bây giờ mình bắt đầu làm chua nha các bạn. Mình dùng cỡ 3 muỗng canh dầu với 2 muỗng cà phê dầu điều. Cái này các bạn không cần thiết, để cho màu nó đẹp thôi. Rồi mình bỏ sỏi bằm với lại hành hành bằm á. Mình có thể dùng hành trắng hoặc hành tím tùy mình. Hôm nay mình dùng hành trắng. Mình chảo sơ sơ cho cái hành với tỏi nó vàng vàng có mùi thơm lên đó. Mình xào sơ lên thôi. Cái dầu điều này nó làm cho cái màu nó màu của cái sườn nó đẹp đẹp thôi, bạn không cần thiết phải bỏ vô. Bây giờ nó vàng rồi, bắt đầu mình bỏ hành hành trắng nè, ớt chuông với lại khóm vô mình xào tiếp. Mình xào cho cái khóm nó, với lại cái hành nó chín sơ sơ cỡ xa 60% chín đó. Cho cái khóm nó rụt xuống. Mình dùng hôm nay mình dùng ớt chuông mà ớt chuông xanh, các bạn có thể bỏ một chút dàm ớt chuông vàng hoặc ớt chuông cam vô cho nó màu nó đẹp đẹp cũng được. Bây giờ khóm rồi nó rụt, bắt đầu mình bỏ nước chua nãy mình làm ketchup rồi đó, mình bỏ, làm cái sauce sau này đó mình bỏ vô rồi mình xào lên, xào cho nó rụt xuống, cái sauce này nó sôi lên xong nó rụt xuống. Đó, giờ đâu bạn thấy nó sôi rồi đó. Rồi sườn ấy mình bỏ vô, mình trộn đều lại. Mình trộn cho cái nước sốt nó dính vô miếng miếng sườn. Cái dầu điều nó làm cái sườn nó đỏ đỏ lên ha mà. Rồi nó bắt đầu chín rồi mình bỏ hành 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 lá, mình cắt ra với lại ngò mình cắt ra rồi. Mình bỏ vô xào xào sơ cho cái hành nó rụt xuống chút xíu thôi. Là cái dĩa sườn chua ngọt mình xong. Vậy là món sườn chua ngọt đã xong các bạn. Rất là dễ làm luôn. Rồi vậy là cái này là xong rồi đó. Rồi chút xíu mình sẽ ăn cho các bạn coi ha. Rồi cảm ơn. Hello các bạn, sườn chua ngọt đã xong. Rồi mình ăn 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 ha, bắt đầu ăn. Hôm nay mình ăn với cơm trắng. Cái ớt chuông á, mình chỉ dùng có một loại ớt chuông thôi, mà ớt màu xanh. Như các bạn muốn cái màu nào mà nó đẹp đẹp á, các bạn có thể mua cái ớt chuông màu vàng hoặc màu đỏ cho cái màu nó nổi lên cũng được. Hôm nay thời tiết của mình bên Houston đó, hơi mù mù, hơi tối tối, muốn mưa, mưa hồi sáng giờ mưa nên ướt ướt đất, mình thấy tối tối. Giờ bên này mới có 2-3 giờ mà thấy tối thui thui lùi à.
Mấy cà rốt nhỏ nè, ăn nó giòn giòn ngọt ngọt luôn. Cái món này nó chua chua ngọt ngọt, nếu mà các bạn muốn ngọt thì bỏ thêm một chút xíu đường, còn muốn bỏ chua thì cái khóm nó cũng có thể chua, hoặc là bỏ thêm ketchup vô. Ok các bạn, mình ăn xong rồi, mình ăn thử cho các bạn coi thế giới vậy thôi. Ở Texas giờ nóng quá, mà bạn khéo này nóng vậy chắc mình phải vô nhà. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem ha. Bữa nào các bạn thử làm món này rồi xong rồi comment ở dưới coi các bạn thích hay không giùm mình ha. Chúc các bạn ăn ngày thật vui vẻ. Rồi, cảm ơn các bạn coi ha. Bye bye.